Bạn muốn biết một cái lộ trình để phát triển một cách bền vững và trở thành một thủ lĩnh thực sự trong kinh doanh online và phát triển hệ thống? Đây là video dành cho bạn. Hôm nay ông hỏi những câu hỏi mà tôi biết rằng là một vài năm nữa là ông sẽ lớn kinh khủng đấy. Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với video của Lê Văn Cương. Tôi là chuyên gia đào tạo về xây dựng văn hóa đội nhóm, văn hóa doanh nghiệp, giúp cho các hệ thống kinh doanh online viết quy trình kinh doanh, nhân bản hệ thống một cách bền vững, giúp cho bạn tự tin trên sân khấu và làm chủ những sân khấu cuộc đời của mình. Và rất là vui được chào đón bạn đang đến với video ngày hôm nay. Hôm nay ngày tuyệt vời của bạn chứ? Cương hy vọng bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hưng phấn và sự vui tươi khi xem những video của Cương để học hỏi được một vài điều đó, áp dụng vào trong công việc và trong cuộc sống ta để trở nên tốt hơn. Và đừng quên ủng hộ Cương bằng cách đăng ký kênh và ấn cho cái hình quả chuông rung lên để mỗi khi Cương up video bạn sẽ nhận được nha. Và chia sẻ kênh để cho bạn bè của bạn, đồng nghiệp của bạn, đồng đội của bạn biết đến và họ cùng học cùng với bạn, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Chạy vô! Ok, và ngày hôm nay sẽ là Cương bật mí bạn một cái lộ trình để chúng ta thể trở thành một cái thủ lĩnh, một cái con người có thể dẫn dắt được người khác, ảnh hưởng người khác, và chắc chắn nó sẽ rất là quan trọng và rất là có ích cho bạn. Hãy chuẩn bị giấy bút, ghi chép thật cẩn thận và áp dụng ngay, được không ạ? Cái điều đầu tiên mà cứ muốn chia sẻ với bạn là có rất nhiều người đang làm boss hệ thống, đang làm thủ lĩnh, đang dẫn dắt người khác, nhưng chúng ta chưa biết làm thế nào để mình có thể làm được điều đó. Nên họ loay hoay mãi, mà có nhiều người họ làm 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm vẫn chỉ có dẫn dắt được một vài người thôi, và họ không có thể tạo ra được một đội nhóm, một hệ thống. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người họ chỉ bắt tay vào công việc kinh doanh online, phát triển với công việc hệ thống này chỉ trong vòng 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm, hệ thống của họ lên đến vài nghìn người. Vài nghìn người, không phải là vài trăm người, đúng không ạ? Họ không khác gì chúng ta cả. Họ khác một cái là họ làm nhiều hơn là điều đầu tiên. Cái điều khác thứ hai là họ tìm những phương pháp tốt nhất để họ phát triển, và họ biết cách để họ làm. Còn nếu như chúng ta không biết cách thì tất nhiên chúng ta sẽ làm một cách sai rồi, và chúng ta không biết làm như nào, chúng ta mò thì nó sẽ đi sai thế thôi, đơn giản là thế. Nên video ngày hôm nay Cương sẽ bật mí cho bạn một cái lộ trình để chúng ta sẽ trở thành một thủ lĩnh thực sự, một thủ lĩnh thực sự. Nếu bạn muốn trở thành một thủ lĩnh thực sự thì hãy cùng comment nha. Cái điều đầu tiên mà bạn cần làm là xem video này thì phải comment, phải tương tác, ok? Thì đó là một tinh thần của một thủ lĩnh. Phải biết cho đi, đúng không ạ? Bạn xem video của Cương, bạn cho đi bằng cách là bạn comment, bạn chia sẻ là cách bạn đang cho đi rồi. Cương đang cho đi rất là hết mình. Những cái chương trình này Cương đang đào tạo kiếm rất là nhiều tiền, nhưng Cương đang cho đi hết mình bằng những video trên kênh YouTube của Cương như thế này. Nhưng nếu bạn tiếc một vài phút cuộc đời của mình để xem cho hết, bạn tiếc một vài giây để ấn comment, thì Cương nghĩ là chúng ta không có duyên với nhau. Chia tay sớm bắt đầu khổ. Bye bye. Không sao, Cương nói đùa một chút thôi. Nhưng Cương tin bạn là những người tuyệt vời và đang ủng hộ Cương, cũng đang muốn chia sẻ với Cương. Hãy tập một thói quen là comment để Cương biết là bạn đang học được một vài điều đó, hoặc là góp ý cho Cương cái điều nào bạn không thích, có thể dài hơi hay ABCDXYZ, thì bạn góp ý cho Cương để Cương làm cho nó tốt hơn, đúng không ạ? Đó, rồi. Và đây là điều Cương muốn chia sẻ với bạn. Chúng ta sẽ có 5 bước trong cái lộ trình để trở thành một thủ lĩnh thực sự. Bước đầu tiên rất là quan trọng nè, đó chính là xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Ok, xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Để trở thành một thủ lĩnh, bạn cần phải biết mình là ai, mình có điểm mạnh gì, điểm yếu gì. Đầu tiên là điểm mạnh của bạn. Bạn có thể làm gì? Bạn có khả năng nói, bạn có khả năng truyền năng lượng, bạn có thể dẫn dắt người khác, bạn yêu thương chia sẻ, bạn biết sử dụng công nghệ, bạn biết chạy quảng cáo, bạn biết lắng nghe, bạn biết chia sẻ, bạn biết làm việc chịu được áp lực, bạn biết rất nhiều thứ. Bạn biết cái gì, cái nào là điểm mạnh của mình? Phải biết những cái điểm mạnh của mình và tập trung vào nó, làm cho nó rõ ràng, làm cho nó trở thành một cái USB, gọi là cái lợi thế cạnh tranh của bạn mà nhiều người, những thủ lĩnh trong hệ thống khác không có, hoặc các boss khác trên thị trường không có. Bạn phải thấy được cái điểm mạnh của mình, cái sự khác biệt của mình, thì khi đó bạn mới làm cho nó trở nên tuyệt vời hơn được. Bạn không thể là một cái màu chung chung giống như rất nhiều người trên thị trường. Không phải là chỉ có vài trăm triệu đến 1-2 tỷ và đưa ra mua một cái thương hiệu hay làm một cái thương hiệu và sau đó bán hàng và thu hút được hệ thống. No, sai rồi, được không ạ? Chúng ta cần phải có năng lực, chúng ta cần phải rõ ràng với mình. Điểm mạnh của bạn là gì? Ok, phải tập trung vào điểm mạnh và làm cho nó tốt hơn, làm cho nó khác biệt đi. Và nếu như cái điểm mạnh của bạn đang có, nhiều người đang có, thì phải tìm được cái điểm mạnh mà nhiều người không có và người khác muốn copy của bạn cũng không được. Phải có điểm mạnh. Cái này là chúng ta phải cần phân tích theo ma trận SWOT nha. Ma trận SWOT, các bạn biết ma trận SWOT không ạ? Đó, thì chỉ đầu tiên là điểm mạnh. Cái thứ hai là điểm yếu của bạn là gì?
Bạn yếu là bạn không biết, chưa biết sử dụng công nghệ, ok thì gác qua một bên. Bạn yếu bởi vì bạn chưa biết nói trước đám đông. Bạn yếu bạn chưa có thể quan tâm để chia sẻ người khác. Bạn yếu về điều gì? Những điểm yếu của bạn là gì? Bạn chưa sử dụng công nghệ, bạn chưa ABCD, bạn đang còn chưa có nhiều tiền, bạn đang còn chưa có nhiều kinh nghiệm, đúng không? Những điểm yếu của bạn thì phải liệt kê ra điểm mạnh, điểm yếu. Và điểm mạnh, điểm yếu thì nó sẽ tạo ra một cái thứ gọi là cơ hội. Cơ hội của bạn khi mà chúng ta giao, chúng ta trong cái điểm mạnh và điểm yếu đó có thể kết hợp cái gì để tạo thành cái cơ hội. Cơ hội của bạn là gì? Bạn có thể học hỏi, cải thiện cái điểm yếu và kết hợp cái điểm mạnh để nó tạo ra cái cơ hội, đúng không? Cái cơ hội để chúng ta có thể dẫn đầu, để chúng ta có thể khác biệt. Thì cái cơ hội của bạn là gì? Có rất nhiều cái cơ hội. Hãy viết ra những cái cơ hội cho mình, những cái cơ hội mà chúng ta cần có, chúng ta muốn có và chúng ta có thể tạo ra được ở thời điểm hiện tại, khi chúng ta biết được những cái điểm mạnh của mình, khi chúng ta biết được ở những cái thị trường đang có cái gì và lấy cái điểm mạnh của mình để tạo ra một cái cơ hội, đúng không? Những cái giá trị cạnh tranh của bạn kết hợp với những cái nhu cầu của thị trường sẽ tạo ra một cái cơ hội rõ ràng và chúng ta phải nắm bắt cơ hội để đi nhanh hơn. Ví dụ thời điểm hiện tại thì bạn có thể thấy là cơ hội ở đâu dành cho TikTok dành cho bạn, cơ hội ở đâu ở trên YouTube dành cho bạn, cơ hội ở đâu dành cho trên Facebook dành cho bạn, đúng không? Kết hợp với những cái điểm mạnh điểm yếu nào của bạn. Rồi ok. Và cái thứ tư là cái thách thức nào dành cho bạn. Thách thức nào dành cho bạn? Ví dụ như bây giờ chúng ta mới bắt đầu bước chân vào thị trường mỹ phẩm thì rất là nhiều thách thức. Thách thức là một cái thương hiệu mới, thách thức là tiền, thách thức là kinh nghiệm, thách thức là công nghệ, thách thức là đội nhóm, trong khi nhiều người đang đi trước dẫn đầu rồi, đúng không? Nhưng nó sẽ là cơ hội bởi vì nhiều người đi trước họ đã đi sai, họ đã làm lỗi, họ bị dính phốt, thì bây giờ chúng ta làm đúng, làm chuẩn, đúng không? Hay là nhiều người đi trước họ đã tốn rất là nhiều tiền ôm hàng sản xuất không có kiểm soát được, thì đó là thách thức dành cho họ. Nhưng cơ hội của chúng ta là chúng ta kiểm soát được số lượng, bây giờ chúng ta không cần phải sản xuất quá nhiều hàng, chúng ta vẫn có hàng để chúng ta bán, ok, right, đúng không ạ? Thì thách thức và cơ hội, chúng ta phải nhìn rõ ra cái thách thức và cơ hội để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cái thách thức mà bạn cần phải vượt qua và cái cơ hội nào để chúng ta tăng trưởng. Ok, cần phải làm ra, ngồi xuống, bạn phải search thêm về Market SWOT, đúng không ạ? SWOT, và khi đó bạn phân tích cái điểm mạnh, điểm yếu của mình và thách thức cơ hội để bạn thấy được rõ ràng bức tranh về bản thân mình. Ok, cái thứ hai, bước thứ hai là chúng ta phải tìm ra cho mình một cái hình mẫu lý tưởng để noi theo. Rất nhiều người trong thị trường kinh doanh online và hệ thống họ đã thành công cực kỳ tuyệt vời. Bạn hãy thử xem, phân tích thử xem, chơi, tìm hiểu 4%, top 4% hoặc top 1% những cái con người xuất sắc và học hỏi họ. Tại sao họ đã làm được như vậy? Cái câu chuyện của họ bắt đầu cũng giống như chúng ta. Họ cũng bắt đầu bằng việc không biết gì. Và họ cũng bắt đầu học hỏi, họ cũng bắt đầu gây dựng, họ cũng bắt đầu đổ lên, đổ xuống rồi mới trở nên tuyệt vời như ngày hôm nay. Họ đã dành ra 3 năm, 5 năm hay bao lâu để có được như ngày hôm nay. Ok, thì chúng ta phải thấy được cái bức tranh đó, chúng ta phải thấy được điều đó. Hãy chọn một hình mẫu, một cái người hình mẫu đó, họ đang có những kết quả chúng ta muốn có, họ đang làm những việc mà chúng ta cần phải làm và chúng ta cần làm giống họ thôi. Chúng ta cần máu lửa giống họ, chúng ta cần làm giống họ, thì cái hình, có một cái hình mẫu, hình tượng để noi theo đó, thì tất nhiên bạn sẽ đi nhanh hơn. Phân tích họ, cách họ đang làm, phân tích cái cách họ đang sống, họ những cái giá trị họ đang theo đuổi, hoặc là bạn tổng hợp 10 cái giá trị từ những cái người mà bạn yêu quý, bạn ngưỡng mộ thành công đó, noi theo họ, những cái hình mẫu mà để trở thành một thủ lĩnh giống họ cần có: dũng cảm nè, chín hết mình nè, khô máu nè, chịu trách nhiệm nè, nhiệt huyết nè, siêng năng nè, ABCDXYZ, đầu tư nè, đó, những cái thứ nào mà nó phân tích dựa trên nguồn lực của chúng ta, và từ đó chúng ta phân tích dựa trên và phát triển lên. Nên tìm cho mình một hình mẫu, phải có hình mẫu để chúng ta noi theo, chúng ta làm theo, được không ạ? Bạn không có hình mẫu thì đi mệt lắm, bởi vì chúng ta không biết bám víu vào ai cả, nên đừng có, phải có hình mẫu, ok, phải có hình mẫu, ok, comment xuống là phải có hình mẫu, ok, được chưa? Giống như tôi là Tony Robbins nè, hay thầy Phạm Thành Long là những hình mẫu mà tôi muốn hướng đến, được không ạ? Rồi, cái thứ ba là phải sửa lại Facebook cá nhân của mình. Cái trang Facebook cá nhân của chúng ta là một cái nơi để chúng ta tạo ra được cái con người của chúng ta. Nó thể hiện được chúng ta. Bạn trước đây bạn hay đăng những bài than thở, bạn hay đăng những bài tào lao, bạn không đăng bài, hay bạn đăng những hình ảnh xấu, hay là bạn chưa có mô tả, chưa có ảnh bìa, chưa có avatar chuyên nghiệp chuẩn chỉnh, thì bây giờ phải thiết kế lại hoàn toàn. Không cần phải thay Facebook mới đâu.
Bạn có thể tạo thêm một Facebook nữa, nhưng mà Facebook cũ của bạn đang có rất nhiều khách hàng của bạn. Hãy thay đổi luôn và tạo ra một cái sự đột phá, một cái hình ảnh mới và kết nối lại với những người bạn của chúng ta có thể thu hút được sĩ rồi. Ok, thay đổi lại nè, từ có một cái video Cương chia sẻ về thay đổi Facebook profile cá nhân đấy. Bạn hãy search lại, nó có hai video lại và chúng ta xem lại để chúng ta biết cách để thay đổi. Bởi vì nói đây thì lại mất thời gian, nên hãy search lại cái cách thức để thay đổi profile cá nhân ở trong kênh của Cương có luôn, được không ạ? Đó, thì khi chúng ta điều chỉnh lại Facebook cá nhân và chúng ta bắt đầu sẽ tạo ra cho mình một cái hình mẫu, hình tượng mới rất là tuyệt vời. Sau đó thì chúng ta có thể làm page, làm fanpage, đúng không? Rồi chúng ta có thể bắt đầu xây dựng thêm kênh TikTok, xây dựng thêm kênh YouTube, đúng không ạ? Hoặc là tạo ra cho mình một cái landing page. Ok, thì chúng ta cũng có thể chia sẻ hoặc là viết blog. Thì chúng ta có thể chia sẻ và tạo ra giá trị, và cũng rất là tuyệt vời rồi. Một hình mẫu, một cái lộ trình tuyệt vời, hiểu ạ? Hình dung làm từng bước một, không thể một cái làm ngay được. Nếu bạn có tiền, bạn có thể đầu tư ngay, giống như Cương bây giờ đang xây đội ngũ, Cương làm một phát trên ba kênh, nhưng bây giờ cũng chưa làm được nhiều, mới chỉ trên Facebook fanpage thôi và trên YouTube thôi. TikTok Cương cũng chưa rờ vào được và nó đang bị chững lại, mất thời gian. Và trên Facebook cá nhân thì Cương vẫn đang hoạt động, nhiều khi công việc của mình cũng không xử lý hết được đấy, nên bạn phải hiểu rằng có phải có đội ngũ, phải có ekip muốn trở thành một thủ lĩnh thực sự, không thể làm một mình được. Ok, hiểu không ạ? Đó, chứ đồng bây giờ thủ lĩnh mà phải tự đóng gói hàng rồi tự ABC, tự ghi đơn, tự lên đơn các kiểu thì bạn làm gì có thời gian để nâng cấp giá trị của mình, đúng không? Thì bạn sao làm sao mà trở thành một thủ lĩnh thực sự được, thủ lĩnh truyền cảm hứng, thủ lĩnh thay đổi nhanh được, đúng không? Rồi, ok, thứ tư của chúng ta là trở thành một sát thủ bán lẻ. Bạn phải trở thành một sát thủ bán lẻ, bởi vì cái gốc của kinh doanh online và xây dựng hệ thống là phải bán lẻ, đưa được hàng đến với người tiêu dùng đầu cuối. Ok, chứ không phải là hàng nó nằm lại ở trong đội nhóm, không phải là bạn tuyển nó 100 quân và sau đó bạn bán được một vài tỷ và sau đó thì quân nằm 100 quân đó thì họ lại cứ ôm hàng và họ không biết bán. Nên điều đầu tiên bạn phải là trở thành một sát thủ bán lẻ, viết thành những cái quy trình bán lẻ, bạn đã bán lẻ như thế nào và bán lẻ ra sao, đúng không? Thì thế nên là chúng ta phải trở thành một sát thủ bán lẻ, viết những cái quy trình chúng ta đã làm để chúng ta trở thành một sát thủ bán lẻ, một bậc thầy bán lẻ. Thì khi đó chúng ta sẽ rất là dễ để đào tạo lại cho những người phía dưới chúng ta, thì chúng ta mới trở thành thủ lĩnh được. Nên là trải nghiệm, chia sẻ bằng trải nghiệm, chúng ta đã trải qua, chúng ta đã nghiệm qua, chúng ta thấy kinh quá thì nó gọi là kinh nghiệm đấy. Thì đó, thì chúng ta mới chia sẻ lại cho người khác để người khác không gặp phải những thất bại của chúng ta và rút ngắn quá trình của họ. Nên phải trở thành một sát thủ bán hàng, tìm cái cách để bán lẻ thật tốt và sau đó thì bán lẻ thật là tuyệt vời, bán đúng, bán đủ, bán đều. Và sau đó viết thành những quy trình các bước mà chúng ta đã bán lẻ để có thể thành một cái bộ tài liệu và chia sẻ lại cho đội nhóm của mình. Rồi, cái thứ năm là chúng ta sẽ chuyển từ bán lẻ sang thành đại lý và thành thủ lĩnh, thành leader, đúng không? Thì bước đầu tiên là bạn phải đào tạo bán lẻ. Thì bạn viết thành cái quy trình đó rồi thì bây giờ bạn sẽ biết cách để bạn có thể đào tạo bán lẻ. Bạn có thể lập thành cái nhóm 10 người và sau đó bạn chia sẻ những cách thức bạn đã làm, bạn bắt đầu như thế nào, bạn điều chỉnh cái gì, bạn học hỏi cái gì và bạn đã bán một đơn hàng đầu tiên như thế nào, và hướng dẫn cho một nhóm 10, 15 người, 20 người đó họ làm được điều đấy mỗi ngày, hoặc là mỗi tuần, hoặc là mỗi tuần bao nhiêu buổi, hoặc là mỗi ngày một tiếng, hoặc là hai ngày một buổi một tiếng, ví dụ thế. Thì chúng ta sắp xếp thời gian của mình để chúng ta lựa chọn một khung giờ và bố trí để có thể đào tạo được 10 người. Chúng ta có thể nói là ok, bây giờ tôi đang rất là muốn giúp đỡ ai đó bán hàng, ai đó muốn kiếm thêm tiền kinh doanh online, mỗi ngày chỉ cần sử dụng 2 tiếng thôi, 1 tiếng để học và 1 tiếng để làm. Right, được chưa? Đơn giản, easy. Và sẽ có rất là nhiều người quan tâm. Bạn hãy bắt đầu với 5 người, 10 người, 15 người, 20 người. Và từ đó chúng ta sẽ nhân hệ thống ta lên vài chục người, lên vài trăm người, lên vài nghìn người. Vài nghìn người cũng bắt đầu bằng một người đầu tiên. Ok, nhớ nhá. Chứ người ta đâu trên trời rớt xuống như 1.000 người để mà họ dẫn dắt ngay. Họ phải đi lên từ những bước nhỏ như vậy, được chưa? Rồi, nên là chuyển từ bán lẻ bằng cách bước một trong cái việc mà chuyển từ bán lẻ sang đại lý á, điều đầu tiên là chúng ta phải biết cách đào tạo bán lẻ. Cái thứ hai là trong quá trình đào tạo đó, chúng ta yêu cầu những người mà chúng ta đang đào tạo đó đăng bài cảm ơn nè, rồi tag tên chúng ta vào nè, để chúng ta tăng cái uy tín lên, chúng ta trở thành một người gọi là biết chia sẻ, một người có tầm ảnh hưởng, đúng không? Hãy đăng bài, hãy nói họ là bạn phải biết ơn, tôi đang giúp đỡ bạn bán hàng, tôi đang giúp đỡ bạn ABCD. Bạn phải đăng bài lên, ghi cảm nhận, feedback ngày hôm nay học được cái gì, đã bán được đơn hàng đầu tiên thì tag tôi vô, chụp hình cùng với tôi, đúng không? Rồi, đó thì phải yêu cầu họ đăng bài. Và cái tiếp theo, cái bước thứ ba đó là đẩy họ lên cái cấp cao hơn, đẩy những người mà chúng ta đang hướng dẫn họ đó, họ có thể từ cộng tác viên lên đại lý cấp 1, lên đại lý cấp 2, lên đại diện, lên nhà phân phối, lên tổng phân phối, lên giám đốc, đúng không? Chúng ta đẩy họ lên, thì khi họ lên được tới đâu chúng ta sẽ lên được tới đó, và họ lên cả
càng cao thì kiểu như là chúng ta nhập hàng á, sao chúng ta chia xuống cho họ, nhưng mà không phải là đều đều, mà chúng ta hãy đẩy họ lên, họ nhập được ở một cái cấp, chúng ta hướng dẫn họ nhập khoảng 2 lần, và khi họ nhập xong rồi thì chúng ta lại đẩy họ lên một cái cấp cao hơn, trong vòng khoảng 1 tháng lên một cấp là ok, kiểu kiểu tầm tầm đấy, thì hướng dẫn để cho họ có thể lên cấp và họ nhập hàng để phát triển một cách bền vững, thì chúng ta phải hướng dẫn cho họ lên cấp, hướng dẫn cho họ lên vị trí cao hơn và cho họ một cái ước mơ lớn hơn, cho họ một cái ok hơn, thì khi họ lên thì chúng ta mới lên được. Cái điều trong kinh doanh hệ thống này nó rất là hay, nó không phải là đa cấp nhưng mà nó cũng tựa đa cấp đấy. Cái gọi là cái sâu sắc của đa cấp đó là phải giúp người khác lên, giúp người khác tốt thì chúng ta mới tốt, thì trong hệ thống vậy thôi, phải giúp ở dưới chúng ta bán hàng thì chúng ta mới bán được hàng chứ, bởi vì nguyên tắc là chúng ta nhập nhiều hàng thì chúng ta chia cho nhiều người và chúng ta ăn chênh lệch dựa trên chúng ta nhập số lượng nhiều hàng, thế thôi chứ không phải là đa cấp. Nên là bạn phải hướng dẫn cho họ bán hàng được, chứ họ còn ôm hàng trong hệ thống thì họ sẽ ghét bạn, họ sẽ chỉ trích bạn, họ sẽ trách móc bạn, đúng không? Rồi, đấy là 3 cái bước trong việc chuyển từ bán lẻ qua bán sỉ. Chúng ta đào tạo cho họ, chúng ta nói họ và chúng ta giúp cho họ lên cấp, và chúng ta giúp cho họ trở thành bậc thầy bán lẻ, và sau đó chúng ta cũng giúp họ trở thành những người tuyển sĩ tuyệt vời giống như chúng ta, được chưa? Rồi, có một vài lưu ý ở một cái lộ trình này bạn cần biết, đó chính là một thủ lĩnh thì phải luôn luôn học tập rồi liên tục tiến lên. Bởi vì sao? Chúng ta không thể mãi ở một cái vị trí đó được, chúng ta không thể mãi có những kiến thức đó được. Đội nhóm và hệ thống của ta họ cũng tăng trưởng, họ cũng tốt lên, nên chúng ta phải tốt lên, chúng ta cần phải tăng trưởng, ok, được không? Nên chúng ta cần phải học tập liên tục, học từ sách báo, học từ video, học từ YouTube, học từ online, đăng ký vài khóa học đó, có tiền thì đầu tư đi khóa học, học từ Cương cũng được, học từ ai được, nói chung cứ học là được, có tinh thần học là được, nhưng mà phải học cho chuẩn nha, học hệ thống và học và áp dụng luôn, chứ đừng có học rồi xong học cho có, học để khoe mẽ thì không được. Rồi, cái yếu tố thứ hai để làm thành công trong cái lộ trình này, đó chính là chúng ta phải đi đầu. Những người thủ lĩnh là những người đi đầu, phải đi đầu, phải tiên phong, phải đứng mũi chịu sào, phải gánh vác, phải trải nghiệm, phải thử và sai. Đấy, phải đi đầu thì mới tạo ra kết quả được, đúng không? Những người đi đầu là những người sai nhiều, vấp ngã nhiều, nhưng rồi họ cũng nhận được những cái nhiều kết quả, được không ạ? Rồi, cái thứ ba đó là lên một cái lộ trình, một cái quy trình để chăm sóc, để theo dõi sĩ của mình, từ những người đầu tiên, rồi sau đó là chăm sóc, tạo thành những cái nhóm để quan tâm họ, hỏi thăm họ, check in mỗi sáng, xem báo cáo, tạo thành cái văn hóa, tạo thành cái rule mà khi ai đó tham gia với bạn, họ cần phải chơi đúng cái rule đấy, đúng cái luật chơi đó, thì chúng ta phải có cho mình những cái luật, đúng không? Luật thì ở cái video phía trước Cương cũng đã chia sẻ rồi, có rất là nhiều cái luật tôn vinh, luật khen thưởng, luật phát triển, luật phạt, cái kiểu đấy đó, thì những cái luật, những cái rule để chơi cùng với ta. Chơi với tôi là phải năng lượng, chơi với tôi là phải tương tác, chơi với tôi là phải hiện diện, chơi với tôi là phải phát triển, kiểu dạng vậy. Thì chúng ta phải có những nguyên tắc để người ta đến mình thì người ta biết người ta cần làm cái gì, còn nếu chúng ta không có những nguyên tắc, không có những cái luật đó thì họ đến họ làm sai, họ sai là chuyện bình thường, nên phải làm được điều đấy, ok không? Đó, thì hy vọng cái lộ trình này sẽ giúp cho bạn hình dung được là chúng ta cần phải làm điều gì, đúng không? Từng bước một, và Cương tin là trong vòng khoảng 1 tháng thì bạn đã hình định vị được mình, bạn bắt đầu tuyển được những người sĩ đầu tiên, và sau đó 3 tháng thì bạn sẽ bắt đầu phát triển lên, sau 6 tháng bạn sẽ cứng cáp hơn, và sau 1 năm chắc chắn bạn sẽ trở thành một thủ lĩnh tuyệt vời. Trong kinh doanh online, bạn bám trụ được 1 năm là bạn đang phát triển lên rất là tốt rồi. Nhưng mà phải luôn có ý niệm là mình phải phát triển, mình phải thay đổi, mình phải trở nên lớn hơn, mình phải trở nên tuyệt vời hơn, mình phải trở nên có nhiều giá trị hơn, không thể đứng một chỗ được, ok không ạ? Và Cương hy vọng cái lộ trình này sẽ giúp cho bạn có một cái bức tranh tổng thể cơ bản nha. Cương chưa nói là tất cả, nhưng nó là cái bức tranh tổng thể cơ bản. Nếu mà bạn vào cái chương trình coach của Cương thì Cương sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về cái cách để Cương coach cho bạn, đồng hành cùng bạn từ thương hiệu, từ việc định vị, từ việc mà làm sao đó mình trở nên giá trị hơn, mình có gọi là cái gì ta, có vị thế, đúng không? Mình là người có vị thế, mình có kiến thức, mình biết cách, mình xây dựng ABCDXYZ, rất là nhiều thứ. Và khi mà bạn tham gia vào gói coach của Cương, khi bạn tham gia vào chương trình coach của Cương thì Cương sẽ chia sẻ bạn nhiều hơn. Cương đồng hành cùng với bạn 1 năm, Cương sẽ chia sẻ bạn tất cả gì mà Cương đang giúp đỡ cho các boss ngoài kia, từ một người đang bình thường đến những người có giá trị hơn, từ một người đang hệ thống 200-300 người lên hệ thống 1-2000 người, đúng không? Trong vòng 1 năm chắc chắn sẽ làm được điều đấy. Hoặc một người chưa bắt đầu xây dựng hệ thống nhưng bạn có một cái lộ trình, bạn nhờ Cương coach, Cương đồng hành, chắc chắn Cương cũng sẽ giúp được bạn thôi. Nên là thứ nhất là Cương đang có những cái khóa học trên online, trên YouTube như này, bạn có thể xem rất là nhiều cái, chịu khó xem lại 10 mấy phút, vài phút bạn xem lại, ghi lại và cày, chịu khó cày. Thứ hai nữa, nếu bạn ngại xem online không có cảm xúc thì mời Cương về đào tạo offline cho đội nhóm của bạn và cho hệ thống của bạn. Thứ ba nữa là Cương cũng đang đồng hành coach, đang đồng hành coach để coach cho hệ thống, để giúp bạn có một cái lộ trình, thiết kế cho bạn những cái lộ trình, và cái lộ trình này đã giúp cho rất nhiều boss ngoài kia thành công rồi, và không phải từ một mình Cương mà từ nhiều chuyên gia, từ nhiều người bạn của Cương có rất nhiều kinh nghiệm, mà chắc chắn sẽ giúp đỡ được bạn. Việc của bạn là tin tưởng Cương, hành động cùng với Cương và
chúng ta sẽ cùng thành công. Bạn thành công, Cương sẽ thành công. Ok không ạ? Cảm ơn bạn rất là nhiều đã xem video này. Nếu nó thú vị thì hãy cùng comment. Nếu nó có ích thì bạn hãy chia sẻ để chúng ta kết nối cùng với nhau nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong chủ đề tiếp theo. Chạy vô! Cảm ơn các bạn đã xem video của Lê Văn Cương. Và nhớ ấn subscribe kênh YouTube của Lê Văn Cương nha, để chúng ta có thể kết nối và trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau. Nhớ ấn cho hình quả chuông rung lên, để mỗi khi Cương đăng video lên, bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên và là những người đầu tiên xem video của Cương. Và chúng ta sẽ kết nối với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chạy vô!